Lại nữa thiện hiện, bốn niệm trụ và tự tánh không của bốn niệm trụ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, và tự tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học, nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện, pháp môn giải thoát không và tự tánh không của pháp môn giải thoát không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện, bậc cực hỷ và tự tánh không của bậc cực hỷ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, và tự tánh không của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện, năm loại mắt và tự tánh không của năm loại mắt là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát, sáu phép thần thông và tự tánh không của sáu phép thần thông là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện, 10 lực Phật và tự tánh không của 10 lực Phật là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tự tánh không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học, nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng, nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, Pháp không quên mất và tự tánh không của Pháp không quên mất là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Tánh luôn luôn xả và tự tánh không của tánh luôn luôn xả là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học, nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện, trí nhất thiết và tự tánh không của trí nhất thiết là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột.